Vâng, chúng ta cùng đến với trận thiếu thứ ba. Seng hit. Vâng, Seng hit rồi. Bên kia là một quân ngắn ngắn và một quân dài dài. Hình như là có bơ thì phải. Tôm là người cầm sang, còn Gunny là cầm hit. Vâng, mắc binh rồi. Một sang với cả một cung như này là quá đẹp. Vâng, nếu như mà sang kẹp với cả một quân chém thì nó cũng bình thường. Còn nhưng mà sang mà kẹp với cả một quân cung cơ thì nó sẽ là phát huy được hết những cái lợi thế của sang. Với việc em đợi sớm, chém tốt từ đầu thì người đánh cung sẽ rất thoải mái để có thể tay to. Chúng ta sẽ đến với bài của Tôm. Vâng, nhà Hitty của Gunny thì đã thấy cả voi đây rồi. Nhưng mà có điều là cánh rừng của anh thì nó cũng chỉ bé đúng như kiểu là cái bồn hoa ở trước cửa công ty thôi. Vâng, bé tẹo vài cây. Chặt này đóng cái S xong thì khéo là ăn đúng vừa đủ gỗ của cái S thì cũng hết rừng. Quay lại với Tôm. Vâng, Tôm câu còn con voi về. Và đây rồi, có quả phụ đây luôn rồi. Bài sang đã đủ đồ. Và trận này sẽ là một trận hứa hẹn mà Tôm sẽ ép đời phụ và chém rất tốt đây. Vàng cũng đã thấy. Vâng, gỗ đầu cũng tương đối là gần, cũng không phải là quá xa. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi đang quay màn hình máy của The Game TV ở trên hai kênh, kênh Talk một kênh Twitch và một kênh YouTube. Còn máy Thái Bình thì do điều kiện máy móc ở quán thì nó cũng chỉ đáp ứng được một kênh thôi. Thế nên là tôi cũng chỉ có thể phát được YouTube cho các bạn. Và buổi tổng thuật trực tiếp của chúng ta đang được tài trợ bởi hệ thống bán lẻ điện thoại cell phone và sim thăng long.vn. Và các bạn có thể tới các cửa hàng của hệ thống cell phone để mua cho mình một chiếc điện thoại ưng ý nhất, hoặc là truy cập vào website simthanglong.vn để chọn một chiếc sim phù hợp với mình. Và bên cạnh đó thì những khán giả muốn ủng hộ cho Game TV thì hãy soạn tin nhắn GTV gửi đến 8788. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với trận thi đấu. Tôm đang cắt dân ra và ăn cái bãi quả phụ của mình, bãi quả 6 cây. Bài sang rất đẹp. Hiêu đầu gần, voi cũng gần và quả phụ cũng gần luôn. Vàng cũng cạnh nhà luôn, chả còn cái gì mà vâng xấu đối với Tôm nữa. Có mỗi điều là cái bãi rừng này thì nó hơi bị gập ghềnh tí thôi, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Khi mà đây là một bài sang đánh chém thì cũng không quan trọng lắm. Vâng, 6 phút 47 thì Tôm đã kích đời. Và chúng ta cùng xem Tôm sẽ dứt giải ép đời trong ngày hôm nay. Và chỗ này có con voi nữa thì thôi mắc binh. Và không có đâu, tôi nói vậy thôi. Và chúng ta hãy nhìn xem ý đồ của Tôm đang bo cái góc 6 giờ để vẽ quanh ruộng hay sao. Ok, bên kia cho son và phô. Cho son của nó 1 và phô của Chip Boy. Gunny đi, Gunny là 24. Và một bãi hiêu là hơi tù. Nói chung là thoải mái. Vâng, ăn tranh với cả game thủ no 1. Ăn tranh với cho son. Bài này thì lên đời xong thì Tôm hoàn toàn có thể bơm được 100 đồ cho Gunny. Nên là cũng chả phải xoắn gì cả. Sao lại F3 vậy? À vâng, có một pha mà đập dân của game thủ no 1. Có lẽ là kích nhầm một cái quả thôi. Ok ok. Đừng có một hổ báo như vậy. Có lẽ sẽ phải nhờ sự trợ giúp của Tôm khi mà Tôm kích đời xong. Vâng, 9 phút 14 giây. Tôm đã kích đời và xin luôn con ngựa giò rồi. Bãi vàng là hơi xấu xí một chút. Bài này cho son đang ôm bom với thủ Gunny. Vâng, cho son thì nằm ở góc 12 giờ. Như vậy là Chip Boy sẽ là người nằm khoảng tầm 2-3 giờ gì đó, cũng gần với Tôm thôi. Vâng, đó sẽ là điều kiện để cho Tôm có thể chém được nhà của cái thủ cầm cung Phonicia này thật tốt. Chip Boy đang có 2 trận liên tiếp được cầm phô. Loại cung có khả năng
Vâng, một khả năng mà phát triển rất tốt cũng như là ép đời thì cũng chả kém gì những chém tuyển cũng như là cung tuyển khác. Vâng, ngựa giò của game thủ Cho Son đã ra và nó đang chọc vào nhà của Gunny. Rất nhức nhối. Quay lại với Tôm. Vâng, như vậy là hai nhà kia gần nhau quá hay sao? Vâng, đến giò như này. À đây rồi, nhà Chip Boy kia rồi. Vâng, đây là nhà của Chip Boy. Cũng là một bài mà Chip Boy đang phải về vẽ ruộng ở nhà chính nhà mình. Và lạc đà đã được xin. Ngựa giò công giáp đầy đủ, đang chọc dân. Bốn thằng dân này của Chip Boy sẽ nằm xuống nếu như em không bo nhanh. Và quay lại hổ áo đập luôn khi mà cung tê đã xuất hiện đây. Chip Boy đang có ý định lôi hết dân về và sẽ khung được chỗ này vào. Tôm cần chú ý. Gunny đã kích được đời rồi, thế là tôi yên tâm rồi. Còn đây là nhà của No 1, chúng ta có thể thấy. Đây rồi, vâng, dân ăn hoang, làm ngay 6 dân, không nói nhiều. Vâng, chém ngay. Trong khi đó thì vâng, chúng ta cùng xem là Gunny có bị chém của game thủ No 1 chọc vào hay không. Đây rồi, có lẽ là cần phải một turn mà một con lạc đà sang đây cứu. Đây là Tôm, 31/32. Anh đang có một trận thi đấu cầm sang và chém khá tốt cả hai nhà. Ở cạnh bản đồ. Trên, ở trên cơ. Đấy. Rồi, xử lý tình huống con chém này luôn. Tôm đang bơm rất nhiều đồ cho Gunny. Lốt bài mà hitty hơi nghèo của game thủ Gunny. Cô cũng đã ra được những con cung lừa đầu tiên rồi. Chúng ta cùng xem là Gunny đã lên được bánh xe chưa đây. Hãy cẩn thận, những con phung lờ của Phô đang bắt đầu đẩy sang đây. Khi mà Tôm vẫn đang truy đuổi nó. Có những con phù của cái tụ cầm Cho Son đây rồi. Tôm hãy chú ý lên cái bánh xe đi. Vâng, cung R của game thủ cầm phô đã ra đến đây. Nhà No 1 bây giờ thì đã có những con phù thủ rồi, cần phải đợi cung R của Hitty. Hitty sang bắn phù đã thì anh mới thể chơi được. Đây là Gunny, 19/68, rất khổ sở khi mà bị hai nhà chơi. Vâng, rất đông phù, chúng ta có thể thấy là Chip Boy đã mang cả cung sang đây để thủ những con phù này. Hãy cẩn thận, ở trong vẫn còn 3 con phù nữa. Chúng ta có thể thấy là Timeline thì đang bị đè rồi khi mà Gunny đang quá yếu. Một trận Hitty sang kích đời sớm bao nhiêu thì Gunny lại có một trận mà không lên đời. Rất khổ. Trận này mà chỉ cần Gunny mà kích đời bằng phô thôi thì thắng luôn. Nhưng hơi đen. Vâng, tỷ số là 1-2 dành cho No 1 và Chip Boy. Một trận thi đấu mà Gunny không lên đời.